Xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, việc xem tử vi cho tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 5 âm lịch sẽ giúp bạn biết trước được thiên cơ, biết trước được những điều thay đổi trong tương lai để chúng ta có thể có được cách xử trí kịp thời, giúp quý vị xua cát tỷ hung, từ đó thâu thu may mắn và tài lộc đến với mình. Trong phần luận giải này, thầy Gia Cát cũng sẽ đưa ra các phương pháp hóa giải lá số tử vi cực kỳ chính xác và hiệu quả. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 mệnh Thoa Xuyến Kim là người khá bảo thủ, làm việc luôn cẩn trọng và nghiêm túc. Chỉ cần giao việc cho con giáp này là cấp trên có thể yên tâm. Dù là chuyện tồi tệ đến đâu, họ cũng có thể vén mây để thấy trời quang. Họ có lòng tự tôn cực kỳ cao, đã làm gì sẽ làm đến nơi đến chốn. Theo phong thủy lộc tài, dù gặp việc khó khăn trở ngại, họ cũng không bao giờ nghĩ đến việc ỷ lại vào người khác mà luôn cố gắng nỗ lực hết mình, dồn hết sức lực, không làm được thì không bỏ cuộc. Bản tính của người này là thích giúp đỡ người khác, nhưng không hiểu vì chưa có duyên giúp người hay chưa biết cách giúp mà kết quả thường thấy là họ tự ôm rắc rối về mình. Tin vui cho những người tuổi Canh Tuất trong tháng này là hầu hết các phương diện đều có khởi sắc, rất đáng mong chờ, đặc biệt là về tài lộc, không chỉ chính tài ổn định mà bản mệnh còn có cơ hội thu được lợi nhuận rất phong phú ở thiên tài, gia tăng tích lũy tài sản trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, vì tiền bạc đến nhanh nên một số người nảy sinh tâm lý hoang phí, tiêu xài bừa bãi khiến tài lộc thất thoát cũng rất nhanh. Về phương diện tình cảm của những người tuổi Canh Tuất tháng này không thực sự khởi sắc, gia đình bạn sẽ dễ xảy ra những tranh chấp cãi cọ không mong muốn. Dù trong hoàn cảnh nào, cũng hãy bình tĩnh để giải quyết mọi việc thấu đáo nhất, chớ nóng vội mà hỏng việc. Xét về thiên can, Canh Dương Kim gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Canh Tuất sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Và nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại, chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong lĩnh vực sự nghiệp, với những người vẫn còn đi làm, con giáp này có năng lực, lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình nên có thể được cấp trên ưu ái cất nhắc. Tuy nhiên, những người tuổi Canh Tuất phải kiểm soát cảm xúc của mình cho thật tốt, chớ để cảm xúc lọt vào trong công việc, nếu không thì bạn sẽ phải trả giá đắt, thậm chí là đánh mất vị trí mình đang có. Nên bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải, bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra, chỉ có cách giải quyết tốt nhất chứ không thể nào trốn tránh mãi được. Nếu đã đến tuổi về hưu và theo nghiệp kinh doanh buôn bán tự chủ, sức cạnh tranh tăng lên đáng kể, khó triển khai kế hoạch như những gì đã tính toán trước, không có lợi cho việc cải thiện hiệu suất, nâng cao doanh thu, do đó bản mệnh dễ nảy sinh tâm lý tiêu cực, thậm chí có thời điểm muốn buông xuôi, mặc kệ tất cả. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ để cho vận trình, sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Canh Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Vận tài lộc của quý vị gia chủ tuổi Canh Tuất không khởi sắc trong tháng 5 âm lịch này. Xem tử vi cho thấy, bản mệnh mặc dù công việc tiến triển tốt, nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng, giúp bạn cải thiện hiệu suất phần nào cuộc sống của mình. Nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Việc chi tiêu trong tháng cũng cần phải tính toán cho thật khoa học, chớ nên tin người thái quá để rồi tiền mất tật mang. Ai xứng đáng chi tiền mới cho.
đồng thời tránh việc vung tiền theo sở thích và hứng thú nhất thời, kẻo hao tốn một khoản tiền lớn. Tháng này, khi quyết định đầu tư vào lĩnh vực nào đó phải hết sức thận trọng, kẻo tiền mất tật mang, gây hậu quả khôn lường. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Canh Tuất có thể không tốt vào tháng này. Sự nghiệp bận rộn sẽ khiến bạn lo lắng hơn và dễ thức khuya hút thuốc và uống rượu. Điều này sẽ ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe của bạn. Bạn nên giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội. Bạn dễ mắc các chứng khó chịu về đường tiêu hóa, cảm cúm, sốt cao do thời tiết thay đổi, tiềm ẩn những mối nguy ở tim mạch. Cần kiểm soát cảm xúc thật tốt, tránh xúc động mạnh, kẻo dễ bị đột quỵ. Các quý vị gia chủ tuổi Canh Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Canh Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Về phương diện tình cảm của những người tuổi Canh Tuất thì tháng này không thực sự khởi sắc. Với những người độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với bạn, nhưng tất cả đều không thành, do tính cách của bạn không được hợp với đối phương. Bạn cẩn trọng, tỉ mỉ, nhưng không nhiệt huyết, ga lăng. Tuy vậy, cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là duyên chưa tới mà thôi. Với những người đã có gia đình, xung đột, tranh cãi xảy ra liên tục. Cách tốt nhất giải quyết vấn đề này chính là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán, tuyệt đối không áp đặt quan điểm bảo thủ của bạn khi có mâu thuẫn. Tổng quan tháng năm âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng năm âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng năm Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục, xung Tý hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão và tuyệt Hợi. Đối với người tuổi Canh Tuất, trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 5 năm 2022, tức ngày 8 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 5 năm 2022, tức ngày 20 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh chính là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Canh Tuất trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 5 năm 2022, tức ngày 7 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 5 năm 2022, tức ngày 19 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người sinh năm 1970 trong tháng năm âm lịch. Qua đó, quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình
và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng năm âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.